cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan tình báo Ukraine ngày 7 tháng 1 thông báo, Kiev đã phá hủy hai hệ thống phòng không Panzer S1 của Nga ở vùng Bengorod. Đây là vùng lãnh thổ Nga nằm sát biên giới phía đông bắc Ukraine. Vùng Bengorod thời gian qua liên tục trở thành mục tiêu pháo kích, nã tên lửa và máy bay không người lái UAV tự sát của Ukraine Ukraine đang săn lùng mạng lưới phòng không của Nga như hệ thống phòng không Panzer tầm ngắn để chống lại những nỗ lực liên tục của Moscow nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này. Họ cũng đã tập trung các nguồn lực của mình để loại bỏ các hệ thống phòng không tầm ngắn khác trên mặt đất của Nga như hệ thống to cũng như các hệ thống phòng thủ tầm xa hơn như S-300 và S-400 vốn được sử dụng rộng rãi để chống lại Kiev và các địa điểm khác của Ukraine. Panzer S-1 được cho là có giá trị khoảng 15 triệu đô la Mỹ, được thiết kế để chống lại máy bay, tên lửa hành trình, đạn dược dẫn đường chính xác và hỗ trợ các đơn vị phòng không khác chống lại các cuộc tấn công lớn hơn. Về phía Nga, giới chức nước này cho biết đã sơ tán hơn 100 người tại thành phố Belgorod tới nơi ở tạm cách xa biên giới sau loạt vụ tập kích của Ukraine. Andrei Chetnokov, lãnh đạo quận Starokonki của tỉnh Belgorod ngày 7 tháng 1 thông báo, thay mặt tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov, chúng tôi gặp những công dân Belgorod đầu tiên quyết định chuyển đến nơi an toàn nhất. Hơn 100 người đã được chuyển vào những trung tâm lưu trú tạm. Tỉnh trưởng Gladkov trước đó thông báo, sẵn sàng bố trí và cung cấp các trung tâm lưu trú tạm trong tỉnh cùng vùng lân cận cho những người muốn rời thành phố Belgorod để tránh các trận pháo kích quy mô lớn của Ukraine. Ông Gladkov cho biết một số gia đình đã được sơ tán an toàn. Ông Chesnokov cho biết đã kiểm tra nơi ở của những người được sơ tán tới quận Starokonki, cách thành phố Belgorod khoảng 115 km về phía đông bắc, khẳng định các phòng ở đều ấm áp và an toàn. Ông Chesnokov cam kết địa phương sẵn sàng cung cấp chỗ ở thoải mái cho người dân trong thời gian cần thiết. Cũng trong ngày 7 tháng 1, theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, một máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25 của Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ gần khu vực Dnipro, nằm cách tiền tuyến khoảng 150 km về phía bắc. Một tiêm kích Su-27 của Ukraine cũng đã bị bắn rơi gần Krivorok, cách Dnipro khoảng 140 km về phía tây. Ngoài ra, quân đội Nga đã đánh chặn 14 tên lửa phóng từ hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp và hệ thống Uragan từ thời Liên Xô cũ, cùng 6 tên lửa chống hạm Neptune được Ukraine phóng đi lực lượng Nga còn phá hủy 38 máy bay không người lái UAV của Ukraine. Theo AVP, đêm ngày 7 tháng 1, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện cuộc tấn công có độ chính xác cao vào sân bay quân sự của không quân Ukraine ở vùng Kirovograd. Theo báo cáo, người dân địa phương đã nghe thấy tiếng nổ lớn và bầu trời đêm rực sáng. Vụ không kích khiến cho cơ sở hạ tầng của sân bay bị hư hại, tòa nhà hành chính cũng bị thiệt hại nặng nề. Đến hiện tại, thông tin chính xác về tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine liên quan đến trang thiết bị và nhân sự do cuộc tấn công này gây ra vẫn chưa được tiết lộ. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và UAV liên tục vào Ukraine trong những ngày cuối năm 2023 và đầu năm 2024, từ đó phát hiện ra những điểm yếu trong hệ thống phòng không của Kiev. Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đang nhắm đến ngành công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine, điều mà chính tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valery Zaluzny đã xác nhận. Trước đó, chỉ trong 5 ngày, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 30 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự của Ukraine, bao gồm kho vũ khí, đạn pháo, kho chứa khí tài quân sự và kho nhiên liệu. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhằm vào các địa điểm triển khai các đơn vị quân đội Ukraine, các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc và lính tư nhân nước ngoài. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị loại bỏ. Ngoài ra, vào tháng 12, Nga đã thực hiện một cuộc không kích phá hủy hệ thống phòng không NASAMS và Krotel NG bảo vệ sân bay Starokonstantinov ở vùng Khmelnytsky của Ukraine. Đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không Krotel NG được ghi nhận bị phá hủy trong chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã bắn trúng bệ phóng của hệ thống NASAMS do Na Uy sản xuất và hệ thống Krotel NG do Pháp sản xuất tại sân bay Starokonstantinov ở vùng Khmelnytsky của Ukraine, cũng như các thiết bị hàng không, thiết bị hỗ trợ, điều hướng chuyến bay và đạn dược tại các sân bay ở Kanatovo, Kirovograd và Dnepr. Theo trang tin AviaPro, tên lửa siêu thanh Kinza đã được sử dụng trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào căn cứ Starokonstantinov. Cũng cần lưu ý rằng các hệ thống NASAMS không thể đánh chặn tên lửa Kinza di chuyển với tốc độ lên tới Mach 10. Tên lửa siêu thanh Kinza là một trong những vũ khí mạnh nhất mà Nga đang sở hữu. Tên lửa Kinza để lại ít dấu vết trên radar và đường bay khó đoán, do đó khó có thể bị đánh chặn. Loại tên lửa này được thiết kế để nhắm vào các mục tiêu trên bộ và trên biển. Đài RT dẫn lời Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani phát biểu trên tờ báo La Stampa của Italia hôm 7 tháng 1. Nếu chúng ta muốn trở thành lực lượng mang lại hòa bình trên thế giới, chúng ta cần một đội quân chung của châu Âu. Đây là điều kiện tiền quyết cơ bản để có một chính sách đối ngoại hiệu quả của châu Âu. Cụ thể, theo nội dung cuộc phỏng vấn, ông Tajani cho biết đảng Forza Italia của ông ưu tiên vấn đề thúc đẩy hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn trong EU. Theo ông Tajani, việc thành lập quân đội EU là điều kiện cơ bản để có một chính sách ngoại giao chung toàn khối hiệu quả. Ngoại trưởng Italy cũng tin rằng việc là một phần của EU cũng cung cấp đảm bảo cho các nước thành viên trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động địa chính trị phức tạp. Hợp tác quốc phòng EU trở thành vấn đề ngày càng được chú trọng trong chương trình nghị sự chính trị toàn khối trong gần 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, các nỗ lực hiện vẫn tập trung vào việc mở rộng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo đó, Phần Lan, một thành viên của EU, đã tham gia khối này vào năm 2023, trong khi Thụy Điển vẫn đang trong lộ trình chuẩn bị để kết nạp. Bên cạnh ý tưởng thành lập quân đội chung, theo nhà ngoại giao Italy, liên minh 27 thành viên này cần hợp nhất ban lãnh đạo để có một cơ quan chủ tịch duy nhất, thay vì duy trì cấu trúc hiện nay có hai chủ tịch gồm, chủ tịch Hội đồng châu Âu gồm các lãnh đạo các nước thành viên và chủ tịch Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của khối. Liên quan đến tình hình NATO, ngày 6 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trạng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông kéo dài một tuần. Tại đây, ông đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan và Ngoại trưởng Hakan Fidan để thảo luận những gì Ankara và các nước có thể làm để gia tăng ảnh hưởng nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đẩy mạnh việc cung cấp viện trợ cho Gaza, bắt đầu lên kế hoạch về việc tái thiết và quản trị hậu xung đột tại Gaza trong khi đó theo bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ trong cuộc gặp kéo dài 2 giờ hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về cuộc xung đột hiện nay giữa israel và phong trào hồi giáo vũ trang hamas cuộc khủng hoảng nhân đạo ở gaza và tiến triển của thổ nhĩ kỳ trong việc phê chuẩn thụy điển là thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato theo một quan chức cấp cao giấu tên của bộ ngoại giao mỹ thắt tùng bộ trưởng blinken trong chuyến công du này washington khá thất vọng vì quá trình phê chuẩn của thổ nhĩ kỳ kéo dài song tin tưởng ankara sẽ sớm chấp thuận việc thụy điển trở thành thành viên của nato sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua vào tháng trước. Các nghị sĩ Mỹ đã chỉ hoãn việc thông qua thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi nước này phê chuẩn Thụy Điển là thành viên của NATO. Đối với Ukraine, quốc gia luôn tăng cường nỗ lực gia nhập NATO sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự. Mới đây, cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Alexei Arestovic nói Kiev nên ngừng tự làm bẽ mặt chính mình và chấm dứt ảo tưởng rằng nước này sẽ sớm gia nhập EU và NATO. Ông Alexei Arestovich bình luận về vấn đề trên giữa bối cảnh vào giữa tháng 12 năm ngoái, Hội đồng EU đã bắt đầu đàm phán về việc Ukraine gia nhập khối. Ông Alexei Arestovich cho hay, dù chúng ta muốn gia nhập NATO và EU như thế nào, thì chúng ta vẫn không được chào đón ở đây. Ông Arestovic nhận xét rằng cái giá phải trả cho khả năng Ukraine gia nhập NATO cũng là khởi đầu cho một cuộc xung đột lớn đối với Nga. Đồng thời nói thêm rằng điều tương tự cũng áp dụng cho các quốc gia phương Tây khác. Ông nói phương Tây chưa sẵn sàng trả mức giá này. Mục tiêu gia nhập một liên minh lớn của Ukraine là không khả thi và cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là ngừng tự làm bẽ mặt chính mình, để các vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại sẽ được xử lý ở Kiev. Theo ông, Kiev nên nhìn nhận thực tế và bắt đầu có hướng đi cho riêng mình, thay vì theo đuổi ảo tưởng, giành lại biên giới năm 1991 và gia nhập EU hay NATO. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã dội gáo nước lạnh vào ý tưởng này khi nhận định với CNN hồi tháng 7 năm 2023 rằng các hành động thù địch giữa Kiev và Moscow cần chấm dứt trước khi việc gia nhập liên minh được cân nhắc. Vào tháng 11 năm 2023, Tổng thống Zelensky thừa nhận ông không biết liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Tờ New York Times đưa tin cho biết khán giả Ukraine đang quay lưng lại với Telemarathon United News, một chương trình phát sóng đa kênh suốt ngày đêm được thiết lập như một nguồn thông tin truyền hình duy nhất về cuộc xung đột với Nga bởi vì nó đã biến thành không hơn gì một cơ quan ngôn luận cho chính phủ. Telemarathon United News được thành lập theo lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhận 40% kinh phí từ chính phủ. Các kênh đối lập đã bị từ chối tham gia vào dự án Chương trình phát sóng được 6 mạng hàng đầu của Ukraine đồng sản xuất kể từ khi bắt đầu cuộc giao tranh giữa Moscow và Kiev vào đầu năm 2022. Báo cáo của New York Times mô tả chương trình phát sóng 24 trên 7 là một công cụ chính trong việc đăng tải thông tin của Ukraine. Đó là rất quan trọng để cùng nhau giữ vững đất nước. Tuy nhiên, sau 2 năm xung đột, người Ukraine ngày càng mệt mỏi với telemarathon. Người xem hiện ngày càng phàn nàn rằng những thước phim thường vẽ ra một bức tranh quá màu hồng về cuộc xung đột, che giấu những diễn biến đáng lo ngại ở tiền tuyến, và sự suy giảm sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Người đứng đầu Viện Thông tin Đại chúng có trụ sở tại Kiev từng nói rằng mọi người đều chán ngấy bức ảnh có nội dung chúng tôi đang chiến thắng, mọi người thích chúng tôi và cho chúng tôi tiền. Đó là tuyên truyền không đúng sự thật của nhà nước. Igor Kulias của Detector Media cho biết trong suốt năm 2023 vừa qua, Telemarathon đã nhấn mạnh tính hiệu quả và kỹ năng của lực lượng, lượng Ukraine trong khi quân đội Nga được miêu tả đang trong tình trạng hoảng loạn, chịu tổn thất đáng kể và đầu hàng hàng loạt. Tuy nhiên ông chỉ ra rằng đó là một thực tế hoàn toàn khác với những gì đang thực sự diễn ra trên thực địa. Các chuyên gia nhận thấy khán giả Ukraine chuyển dần khỏi telemarathon, thường chuyển sang các chương trình thực tế và chương trình giải trí, vì một dấu hiệu cho thấy người dân ngày càng bất mãn với chính phủ khi chiến thắng trên chiến trường trở nên khó nắm bắt. Tuy nhiên giới lãnh đạo Ukraine vẫn hy vọng giành lại lãnh thổ do Nga kiểm soát trong năm 2024 trong khi đó giới chức Mỹ cho rằng mục tiêu thực tế hơn có thể là ngăn chặn Nga có thêm những bước tiến trong khi Ukraine củng cố quân đội và tiến hành thêm các cuộc tấn công như ở Crimea. Các địa điểm bị nhắm tới có thể bao gồm nhà máy, kho vũ khí và các tuyến xe lửa để vận chuyển đạn dược. Mục tiêu là tạo ra đủ mối đe dọa đáng tin cậy để Nga có thể cân nhắc tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa vào cuối năm 2024 hoặc năm 2025. Tương tự, trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider gần đây, chuyên gia Frank Stefan Gadi tại Trung tâm An ninh Mỹ mới ở Washington DC cho rằng Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn vào năm 2024 do những hạn chế về nguồn lực, nhưng vẫn có thể tiến hành những cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn. Nếu như thế, những cuộc tấn công lẻ tẻ, quy mô nhỏ hơn có thể là những cuộc phản công họ có thể tương tự như một số cuộc tấn công của Ukraine ở Crimea và đằng sau chiến tuyến của các lực lượng Nga trong năm 2023. Những cuộc tấn công kiểu này chắc chắn gửi đi thông điệp, nhưng chúng có thể không phải là những bước ngoặt đủ lớn để thay đổi cục diện hiện nay cả moscow lẫn kiev đều bác bỏ phương án giải quyết xung đột thông qua đàm phán ông putin thường xuyên tuyên bố rằng moscow sẵn sàng đàm phán nhưng nhấn mạnh hòa bình sẽ chỉ đạt được khi ukraine phi quân sự hóa và phi phát xít ông zelensky đã loại trừ các cuộc đàm phán với moscow khi ông putin vẫn còn lãnh đạo nga và nói trong cuộc họp báo gần đây rằng không có yêu cầu đàm phán nào từ moscow